Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Phạm Nhật Vượng quyết phải cứu hãng xe điện VinFast dù đang thua lỗ trầm trọng. Ngày 12 tháng 11, AFA tiếng Việt có bài, VinGroup sẽ cung cấp thêm 3,4 tỷ đô la cho hãng xe điện thua lỗ VinFast. Theo đó, AFA cho hay, thông báo của tập đoàn VinGroup ngày 12 tháng 11 nói rằng, tập đoàn này vừa quyết định sẽ cung cấp thêm 3,35 tỷ đô la cho hãng xe điện non trẻ VinFast từ nay đến năm 2026, với hy vọng hãng xe điện sẽ đạt điểm hòa vốn vào năm 2026. Và đây là hình bài trên AFA. Hãng xe VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chỉ mới đi vào hoạt động vào năm 2019 và đã sớm có tham vọng chinh phục thị trường thế giới, mà điểm đến đầu tiên là Bắc Mỹ. Từ đó đến nay, hãng liên tục có báo cáo thua lỗ và cổ phiếu của hãng trên thị trường chứng khoán Mỹ đã sụt giảm từ mức đỉnh hơn 90 đô la một cổ phiếu hồi năm 2023 xuống còn dưới 4 đô la tính đến ngày 11 tháng 11. Theo AFA, VinFast báo cáo lỗ liên tiếp với số lỗ ròng là hơn 773 triệu đô la trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 vừa qua, tăng thêm 27% so với mức lỗ của quý 1 và tăng hơn 40% so với mức lỗ của cùng kỳ năm ngoái. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người nắm giữ đến 97,9% cổ phần của hãng VinFast, dự kiến sẽ cho VinFast vay 1,97 tỷ đô la trong tổng số khoản tiền mới công bố theo thông báo mới. Ngoài ra, VinGroup cũng sẽ chuyển toàn bộ các khoản vay của VinFast Việt Nam hiện tại thành cổ phần ưu đãi được hưởng cổ tức. AFI lưu ý, kể từ khi mới ra đời vào năm 2017 cho đến tháng 6 năm nay, VinFast đã nhận tổng cộng 13,5 tỷ đồng từ VinGroup theo báo cáo của công ty vào cuối tháng 10 vừa qua. Với khoản cam kết mới, VinFast sẽ nhận tổng cộng gần 17 tỷ đô la trợ giúp từ tập đoàn mẹ VinGroup. Vẫn theo AFI, thông tin mới về việc VinGroup hỗ trợ thêm vốn hoạt động cho Vinfast được đưa ra vào lúc các báo trong nước đồng loạt đưa tin Vinfast vừa trở thành thương hiệu xe hơi bán chạy số 1 thị trường Việt Nam. Theo đó, 10 tháng đầu năm Vinfast đã bàn giao tại thị trường Việt Nam hơn 51.000 xe ô tô điện các loại. Báo trong nước cho biết Vinfast hiện đã vượt qua các hãng xe ngoại quốc để chiếm lĩnh thị phần lớn nhất. Và đây là hình tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Còn số này cao hơn hẳn con số 22.300 xe điện mà VinFast bán được trong vòng 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, một nửa số xe này được bán cho hãng taxi điện GSM của tập đoàn. Trước đó, ngày 10 tháng 10, AFI đưa tin, tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ra quyết định bảo lãnh thanh toán và sử dụng các tài sản thuộc sở hữu của tập đoàn này để bảo lãnh cho các trái phiếu được hãng xe điện VinFast phát hành riêng trong năm 2024 với tổng giá trị không quá 6.500 tỷ đồng. Hồi tháng 7 vừa qua, VinFast cũng đã phải hoãn lại kế hoạch xây dựng nhà máy pin xe điện tại bang North Carolina tại Mỹ trị giá 2 tỷ đô la đến năm 2028 do những khó khăn về điều kiện thị trường. Công ty cũng giảm mục tiêu số xe được bán trong năm nay từ 100.000 xe xuống còn 80.000 xe. AFA cho biết, theo báo trong nước, nhu cầu vốn xây dựng cơ bản của VinFast trong năm 2024 đến năm 2025 ước tính là 20.900 tỷ đồng một năm. VinFast dự tính huy động vốn từ việc phát hành trái phiếu và các khoản tài trợ dự kiến 1 tỷ đô la đến từ chủ tịch công ty là ông Phạm Nhật Vượng. Ông Vượng từng khẳng định VinFast là sứ mệnh, danh dự và tương lai của VinGroup nên chúng tôi không bao giờ buông VinFast. AFA dẫn lời ông Phạm Nhật Vượng phát biểu tại cuộc họp cổ đông ngày 25 tháng 4 của VinGroup sẽ có thể mở rộng đầu tư hơn nữa vào VinFast sau khi ông và tập đoàn Vingroup rót 11,4 tỷ đô la vào công ty tính đến cuối năm ngoái. Tôi dự định sẽ tài trợ cho VinFast 1 tỷ đô la Mỹ từ tiền túi của mình. Ông Vượng không nêu rõ khi nào sẽ chi ra số tiền này, đồng thời khẳng định VinFast không gặp vấn đề về dòng tiền và chưa chậm ngân hàng một đồng lãi nào. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Phạm Nhật Vượng quyết phải cứu hãng xe điện VinFast dù đang thua lỗ trầm trọng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo ĐỀ để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Vụ Thuần An, cựu Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể bị đề nghị kỷ luật. Ngày 13 tháng 11, AFI tiếng Việt loan tin, cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể bị đề nghị kỷ luật đảng trong vụ Thuận An. Theo đó, cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị kỷ luật về những sai phạm liên quan đến tập đoàn Thuận An. AFA dẫn tin từ truyền thông nhà nước cho biết quyết định này được đưa ra tại kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 11 vừa qua. Tập đoàn Thuận An hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật bất động sản. Tập đoàn này đang bị công an điều tra về một loạt các sai phạm trong những gói thầu xây lắp ở nhiều tỉnh thành. Và đây là hình bản tin trên AFA. AFA cho biết kết luận được đưa ra tại cuộc họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2026 đã có vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Giao thông Vận tải và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, trong tổ chức thực hiện các gói thầu, dự án do công ty cổ phần tập đoàn Thuận An thực hiện. Kết luận cũng xác định những vi phạm đã gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát rất lớn tiền, tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước, đến mức phải thi hành kỷ luật. Theo AFA, những vi phạm và khuyết điểm này được xác định thuộc về Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, Thứ trưởng Lê Đình Thọ và một số tổ chức đảng, đảng viên khác. Sau cuộc họp này, 14 cán bộ thuộc Bộ Giao thông Vận tải đã bị thi hành kỷ luật đảng. Các hình thức kỷ luật bao gồm khai trừ đảng, cách các chức vụ trong đảng, cảnh cáo, khiển trách. AFA cũng cho biết, riêng trường hợp ông Thể, người giữ nhiệm kỳ bộ trưởng từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 10 năm 2022, bị đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật. Vẫn theo AFA, vụ án xảy ra tại tập đoàn Thuận An – hiện thuộc diện do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, theo dõi và chỉ đạo. Và đây là hình cụ Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể. Những sai phạm tại Tập đoàn Thuận An đã khiến nhiều lãnh đạo cấp cao của Việt Nam bị khởi tố, bắt giam và bị kỷ luật. Các trường hợp điển hình được báo chí trong nước chú ý gồm có ông Phạm Thái Hà, Phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, trợ lý chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Dương Văn Thái, Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang, Cả hai đều bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ. Đặc biệt, AFI cho biết thêm, vụ án tại tập đoàn Thuận An cũng khiến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phải kết thúc nhiệm kỳ sớm vào tháng 5 năm 2024 vừa qua. Liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn Thuận An, báo chí nhà nước Loan tin chiều ngày 9 tháng 11 tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 10, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, ngày 17 tháng 10 cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời khởi tố 3 bị can gồm có ông Phạm Văn Hạ, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp nông thôn tỉnh Đắk Lắk về tội nhận hối lộ. Ông Lê Đình Hải, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Sài Gòn và ông Hoàng Đình Chương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn An Nguyên về tội đưa hối lộ. Người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, Đến nay, sau quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ 122 tỷ đồng, 130.000 đô la Mỹ. Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để có thể điều tra vụ án trên địa bàn cả nước. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Vụ Thuận An, cựu Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể bị đề nghị kỷ luật. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chống đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới